Xin chào mọi người, hôm nay mình có một cái cây lồng khuyên. Lồng khuyên nha mọi người. Phun chê gà, chạm tay, lãng hoa. Cực kỳ nét và đẹp. Và đây là cây lồng chạm thủng nha mọi người. Chạm phun lãng hoa luôn, truyền trúc thủ công. Tan trơn. Cây lồng này rất là chất nha mọi người. Và đây là cây lồng làm từ phun chê gà chứ không phải trúc nha mọi người. Rồi, đây. Mình mới lướt qua một chút cho mọi người coi ha. Bây giờ nè, mình vô một chút sâu sâu kỹ kỹ chút nè. Mọi người để ý nè, đây là cái phần móc là móc trúc. Đây, móc trúc. Nói chung là cây lồng này là full tre hết ha. Bộ trao nè, và bộ nậm nè. Cái bánh tiêu là chạm hoa luôn ha. Nó đi theo tông lồng nè, mọi người thấy nha. Cái bánh tiêu nè, chạm hoa. Đó, các cái viền là viền trúc. Bộ cửa nè. Cái lồng này là size 22, cao là cao 40 cả chân nha mọi người. Đây là cây cầu nè, mọi người thấy ha, cây cầu chơi chạm hoa luôn. Đây là cái cây cầu dưới. Đây là cái bộ cửa. Tiền âm dương ăn chân. Chân đây là chạm lãng hoa thủng nha mọi người. Ngoài rất là gần cho mọi người coi cái độ nét. Rất là nét, rất là đẹp. Cái lồng này là đang sẵn hàng tại lồng chim mới đúng mất ha. Một cái mẫu khuyên mới, hàng rất là cao cấp à, mình mới lên để giới thiệu cho anh em tham khảo. Đây là phần vợ cầu và năm cái gối cống. Bé bé giỏ hoa, bé bé xinh xinh. Đây, cửa sổ kẹp chút. Đây là một trong ba cái chân à. Đây, chân tan nối dép à. Rồi, đây là một cây lồng khá là đẹp. Và quay cái đít luôn. Đây là cái đít nè. Đó, tay nắm hoa luôn ha. Chúc hoa rất là dễ thương. Thì đây là cây lồng khuyên đang có sẵn tại lồng chim bên hông mít. Và mọi người lưu ý là đây là cây lồng chạm full tay ha. Full tay cho nên cái giá của nó cũng rất là thủ công luôn ha. Rất là đẹp luôn. Để mọi người quan tâm cứ liên hệ với mình. Cái website là minhhongmit.com, hoặc là cái fanpage là lồng chim bên hông mít. Xin cảm ơn.